Chào bà, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chế bộ môn cơ búa. Nhỏ nhỏ thôi. Làm chi đặt là mượn. Vậy là anh bỏ cái bàn thập của em ngoài vô đó nữa là đẹp thì anh còn lắm. Đừng lấy cái iPad đi, muốn biểu điểm không? iPad đi làm sao quay? Quay mới đó. À, đi sai mà. Để dùng ngồi ngồi không chạy chạy chết. Có chứ. Bàn. Bàn là ngồi như thế, bàn nhỏ nhỏ. Bỏ anh đỡ thật sao. Mà ngồi với quay qua đây với cả trực. Lói mặt. Tuyệt vời. Bộ đi chia cho thằng em 10 ngàn hợp lý không? Ừ. Hợp lý nữa. 10 bộ là có tiền điện trả tiền điện được rồi. Chị xin chờ, con sẽ đi vào cái vùng của sổ lửa ra. Chưa. Làm cho đủ. Làm đủ rồi tính. Mày bố nhất là phải đựng đủ sao. Đó. Chị em sợ không bắt chị tiêu nữa. Nhưng mà anh đựng đủ sao mà tập tách. Rồi trung. Em đem được bộ cơ mới về à? Em biết không? Anh biết rồi. Như một trận chiến nữa. Sợ đấy. Tôi im lặng một khi nữa. Anh mới đem hồi hụt nụt. Anh có đem hụt nụt phải không? Có. Đó. Mới đem hụt nụt về thế mà thằng Bin em mình đã rộn ra rồi. Chưa kịp làm gì nữa. Một cái kỳ nhí. Bình về tấm đánh. Anh vừa lên xong rồi. Cái gì Bình đã còn ở bọn bao hết. Im lặng lắm nhé. Khi lộ rồi. Bộ lốc gạt nữa chứ. Bữa dễ sợ. Đã ra mình phải lấy cái đôi dễ lắm. Vật bài mà tại lấy là anh hiểu được chứ nữa. Ừ. Bình trong nó lên bài mà. Mà bộ ngay lên đội nữa. Rồi à? Ừ. Mà bùng cơ thấy hết nữa. Nhưng mà quay khoảng 5 bộ là hết pin rồi. Này hả? 5 bộ là được thôi. Mà có pin xá, khổ rồi chứ. Ủa chăng, 7 cái rồi cũng được rồi. Ai phải đi làm gì được 5 bộ? Hả? Ai phải đi làm gì được 5 bộ? Mà anh bởi có chẳng được không? Mà làm không? Thì quay đang làm. Làm phải làm đi.
xin lỗi chú. Mọi người hôm qua anh có làm bố không? Bố hôm qua nghỉ rồi. Quá cái phong ăn đúng rồi. Con đang làm quỷ chơi. Chỗ binh về tao phải đưa đây dưa là con cười. Mà nó mà hai đứa nữa. Nó thiếu cái nhỏ thì cũng cái thằng nhỏ ấy thôi, nhưng mà nó mình có cảm tính nổi lắm. Ai lại trước thì của người nữa chứ, chơi cầu. Cái đàn mà gặp mình, gặp anh, nó biết biệt của ai không, cái là hẳn. Để cho em lại về đâu vậy? Em lo anh thì của mình đổi bữa giờ có ai dặm đúng nữa. Em lấy nên để đôi đâu đi thôi. Anh ngờ, lại trước lắm. Ừ. Đâu đâu. Em thì nghĩ anh công đấy. Anh có cầm, muốn cầm nhiều bòn nổi. Để em bộ cái phố và cái nụt của em ấy. Rửa mừng binh nó kiên đấy nè. Kiên á? Kiên tên công về. Thằng đấy phải chơi hẳn cũ cho rồi. Bốn mấy thầy ngon khả quán đấy. Một ngày hả? Buổi sáng hả? Buổi tử bò quá thì nằm mà bò làm được đấy. Để cái này đã lên đây gọt ngay bảy mươi cái gì dụng á. Sẽ đổi góc ra. Quen. Đi lại, nghe con gọt đi. Mày chẳng tắt cái quạt luôn, rồi xoay quên nữa. Cho ông cùng cũng có ngọt hơn thôi được. Làm cái gì luôn lắm. Về đi đạo mình đủ sức cay với đạn. Bật nguyên ngày, 2 ngày, 10 ngày là đủ thôi. Một con đạn hàng năm của công ty được nhiều. Cái hàng năm của nhà ít được lắm. Chưa trò một chắc thì mấy. Trong anh là mình gì chơi về. Nhìn làm gì vậy? Chín mươi bố đó đó. Ồ, chín mươi rồi. Hôm qua là 90 rồi. Này đi nữa chắc là xí rồi. Hôm qua là chưa ấp á, chưa ấp mà không có ha. Ờ. Là tầm 9 rồi, em vô là có là tầm 9 rồi. Tối qua anh Sơn còn đưa đứa mẹ của anh ấy. Được chứ? Em hỏi em xin Sơn Sơn mèo về kìm mèo bên em hết chúng nữa. Mình Sơn đưa cái mèo của mấy bố của anh ra bên thảm của anh em ăn luôn đó lần mãi để lên được. Quý này mở cái tác đàn dân với quý nè. Chưa ra một quả bấm. Sai lầm gì sợ nó
Là vì dụng đi mà làm được, phải cần hai tay. Là làm đồ hai mét rồi làm hai tay. Đây, chơi đá dụng. Rồi sĩ anh phải làm một tí nha, hai mét. Hai mét làm hết rồi, bộ môn chỉnh bồi. Mà làm mà toàn ba đôi xếp không thì biển sống nổi như vậy. Mấy bên phải vẽ ly. Vẽ đồ rất khỏe. Vẽ sức chảy rất khỏe. Chỉ có một đứa được làm 2 mét là kẹt hoặc cất không à. Có hai đứa làm lên bừng hai tay lên. Ngay nên dùng bàn thoại như máy đồ điện thoại. Máy đồ điện thoại dùng lượng lớn hơn. Mấy mươi là cái bài bullet. Trong này tạm ghi à? Sao mình sẽ đổi góc không vậy bạn? Chập cái áp điện đang chạy pin rồi. Đang đi thấy đây. 7% hay 7%? Không. 79. Bên Ngọc Thạch thấy bụng xì đó, để đi thấy đó. Cái ngứa thì mấy bộ nó mới làm được nhiều. Cơ vua là anh không lời được 6 bố. Cơ vua em 3 bố. Nó kêu như là anh làm 4 bố thứ 3 đấy. Anh tính để đi làm cái công ty để cơ về nhà làm rồi chứ. Cho anh tính rồi đó. Bốn khóa cơ vua cơ cần người rồi đại bơ cơ cần người là như là chị đã không rồi. Không cơ cần người đổi được đảo không đẩy được đảo hả đảo lại à ok có chí sơn vấn đuôi lại tối là xả quả thôi. Em nói lên đi thôi. Bảo cái đồ đi. Không lẽ mà đang hộp màu lên đây chứ. Nó nói lên vẽ trên à. Trên, trên vàng một bộ. Trên nó còn ly dậy nè. Mau mau dậy nhìn dưới vậy á. Của nhà thì như vậy. Chỉ xuống là làm thế ngay đi làm bướng mai làm gì thương nghe đô đi nữa. Tôi thấy em gọi cho thương đấy. Đấy á. Có à? Có cuốn đúng nhá. Ừ. Bán hợp lý. Ra cái thời gian mà không cũng quay hai máy và hai đứa bộ máy mà làm được. Chứ làm lại hẳn quen á. Lâu rồi. Thằng người khỏe rồi. Mình dễ bị nhập lắm. Hai là mình dễ bị được. Mới đầu mày bốn như thế. Bốn mà làm hết đồ sao. Mày ợp xong. Ợp xong 2-4 như không mà sói cũng mở được 2 tab lại mở được 2 tab lần. À? Mở lần lại mở 2 video lần sói. Bộ mà trông ghê nữa.
còn khoảng 27 bộ ở nhà về trốn rồi. Chưa tăng tiền hả? Đặt rồi, mới được cất trong chỗ chưa sống á. Về trốn. Bên làm sao mà ngân hàng 60 bộ đó thì em mấy em năm sáu đấy làm nhiều em vậy hôm nãy mà hơn hẳn 6 bộ tại đang với nhau ăn cay nữa ừ. với nhau bất đếm 2 bộ vì thực đếm chiều mình ở lại chiều hôm nay đi đi đi, đi chơi đấy ăn thêm bộ với chiều hôm trước còn ở lại làm 8 bộ nữa ngày em 7 bộ là bạn bộ đó đấy. Bữa nay em sợ bù hành tạm bố không cha cái thằng nữa nhỏ con có em có đeo cái mặt với á cái mắt dễ nhí á hai bi lần ừ. ngồi thì đi để phải không sụn nó quá nữa hả? Chuyện gì cũng vậy. Gấm gấm nhâm đấy. Hả? Gấm nhâm đấy. Con kia. Con lỗ. Con. Con à? Gấm gấm. Làm gì dùng con. Gấm 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 biến nào dây hả à. Dạ đủ súng này thằng ngõ súng tật rồi hả cái súng này ngõ súng tật rồi đấy bạn đã kéo được rồi hơi súng của em phong súng này của em đấy hả ừ. có súng này mới mua súng gì của súng cũ rồi bên miệt súng mua đang không vừa mới mở cái báo ra thôi bình mà lụm một cái súng bởi một cái súng chén nữa á à? Lụm hai cái luôn bạc ớ rồi con chị Linh không chị Linh nói cho chị cái súng mới đúng mà thằng đi chắc về nó được đi đâu đấy con thêm cái chung bởi chị Nhi cầm về thôi chị Nhi quản sở đi thông báo là con cái đó sao lần sau mình đọc cái là được không biết mấy kêu đột có chia thêm 16 cái nữa. Để bữa trưa nóng nhá yeah. Để bữa trưa nóng á bình thường rồi tất cả không có nóng đấy thì được trốn làm cho một bè các bạn đi luôn mới đi thay cái pin rồi đấy mà nó cũng bẩn ra này đừng nói ra từ đó bất mãn lắm hôm đó là bất mãn cái ha chị pin về tấm đánh lụi đài đài khi mua bán ít 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 hết cái đi khi mua bán nhiều ít khổ
Thế là bán ra cũng rỉ tiếng Trung đi đây. Hóa là sai rồi. Đúng là ngày đầu chưa rõ chỉ là thuận lợi. xuống lấy với phần nữa xuống lấy kéo hai mắt rồi. Không phải kiểu làm khó dùng hai tay làm chỉ dùng một tay được. Xếp xếp mình xếp hết trên đấy nhá. Nó xếp bố, có cái lò xếp nó mới đưa làm bố xếp chứ. Khổ rồi nhá. Em còn hoa tưới thôi. Hoa tưới cơ. Hoa tưới với cơ. Là đủ đó. Có phải bố. Hả? Em có 14 nữa sống. Còn 20 bố nữa mấy. 25 bố. Cơ được hết 10 bố thôi. Hoa tưới em toàn làm 2 mét không nữa. 2 mét. Anh làm hai mét thì em làm hai mét thì mình mà anh hai mét ngưỡng đuổi rồi không thiếu bốn món được không phải nị về số mấy à em phải nị về nị về số phải nị về số anh ngưỡng đủ con cái ba bốn chứ mấy bây giờ không biết thiếu cái gì không dư ai anh chưa thiếu dư gì nữa làm được gì làm sao chưa đâu chị đó. Bây giờ mấy đứa hai tay vô thầy hai. Mua đi hơi mỏi thiệt đấy chứ. Gặp cái này chưa? Anh đọc cho cái khánh vậy đi mấy. Ở đây mình xin được góc quay cho tụi mình nhận thay đổi tim ra được góc quay nhập đấy. Gần thấy hết một rồi. Bị gây ái không? Lên lại gây dư ấn á. Thì gây đi, gây nó khỏe hơn ấy. Có gây hẳn rồi biết. Nhưng để mình làm nơi cỏ. Để mình cho nhá. Ừ. Đó. Dư ấn chưa có lao được không? Mày còn mày lựa vào vùng 1 á, rủ lên nhà cái gì làm mà biểu sợ gì sợ. Đúng không? Trên chỗ tạm thái thiên thái thiên thái thiên thái là tên điện biên phủ á. Ừ, xã tạm thái sao mà lên thiên thái á xã điện biên rủ lên làm cho vui mà có sợ quá đi đùa cho vui chứ chứ có lý do là đi đấy lý do chứ nên có gì đấy văn phòng một con quả eo một cặp tin cũng là đi con đi con là trái thân đấy mới làm đi chứ mình làm loại dài chứ phải lâu lâu lên lưng muốn mà nói chung biết sợ chạy xe này mệt đó mày mà con đem được cái kẹo đi con tìm đúng không? Ừ. Mà thằng bên mình đụng tính cũng điệp chiếc không? Kiểu con điệp khôn lõi. Ừ. Điệp mới điệp da á. Mà không bị xệt. Nhưng tâm ấn cái mắt cái trần 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 nên cơ bị trừ gì. Mà tháng 2 này nó mới cứ được điểm muốn lọc thiệt. Mặc dù trong mắt là mình nhỏ nha, nhỏ chỉ là mình đưa đông như mình ngớ đấy. Cái đi đâu cũng có cặp tin luôn á. Ừ. Cái ngôi mình cầu dông không sợ trần 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 mình có làm gì mà chơi. Ừ, có mình bị chín mấy.
cắm thu thu đi tí ấy. Mới cái món lâu lâu mình giống qua mặt hẳn ừ. Thầy nó giống mình giống như mình hết hôn. Nhìn mình nhìn lý lắm nè. Chẳng phải là nhìn bình thường muốn à. Nhìn bình thường đỡ à. Không có giống mắt một đứa. Chứ phải giống một đứa. Thì đó giống mắt đứa đó. Ê, em nghĩ là tao mến cũng yếu lắm đi. Ừ. Hai nhóm sớm đăng hai ly nữa mà anh tưởng anh tưởng là anh sớm đi. À, anh tưởng anh sớm đi, nói cho sớm bị điên. Đăng, đi mà không đăng lên. Chứ nếu mà mới lấy, mới lấy quá, có dễ cũng lấy thạch sánh lắm. Ẻo chứ nữa. Nó làm cái hệt bộ rồi đi. Bố vậy đó. Nó đang bực làm rồi. Ê, cây này mà bộ bộ là tháng 8 luôn. Hả? Bộ tháng 8 luôn. Bao nhiêu lần này? Nó hai mẹ. Cậu mẹ mẹ. Ôi, em ít mà nó nhiều. Ừ. Bạn nhiều đi thôi. Mình lại lắm bồ cho mày. Nó xin thêm việc cho được mày nữa. Nó gọi xì rưỡi đi được đi hả? Nó cho nhiều lắm. Hả? Nhiều từ mức lắm bồ. Cái phòng mấy chục bồ. Hai ba chục rồi. Ba chục cũng được. Ba chục là chùa ai rồi? Mố. Không có chùa ai. Ba bên bộ chỉ mươi trăm ấy. Ừ. Cái em nói cho 100 đi, không nghĩ gì chịu lắm, không chịu. Thấy mùi hơi giọng cơ, lên làm trước. Ý chán. Ý chán. Với chị mới phân cấp mà cũng vơi gì vậy. Ừ. Đúng, đợt được. Không, đợt được thì mới đợt nhân chỉnh, đợt nhân là một. Em làm nhận định lương 100% là 100% là được có 10 bộ 100% thôi mấy. Đợt em thiếu đó. Sau đây mình xin được góc quay cho các bạn để theo dõi quá trình mình làm thôi. Sau đây mình sẽ tiếp tục góc quay. Anh đi mưa mày mà mình thắng lại ngồi tiêu đi lấy. Không mà sao mình thế thôi. Con mày đi nó lo cụ để lực quẹt mình ăn thôi thôi chứ. Mình thêm bất tiến là một bài bất tiến. Mình cũng có cái lá thì đỡ. Anh không cài được 4, 8 quen. Hả? Anh không cài được 4, 1 lần 8 bộ. Một ngày thôi. Ừ, mà một ngày là nhìn. Phải là... Trong qua mình nghĩ một ngày thôi. Một bộ rồi. Có tiền máy bỏ bên nữa là hợp lý. Hả? Có tiền máy bỏ bên nữa là hợp lý. Bỏ bên quay được quá. Ừ? Để ba nó quay được quá. Chỉ là nó có tiền máy bỏ bên nữa. Bên nữa là một cái ẩu bức mà hướng bên nhiêu. Nhìn những biển trên kín đó. Thì lấy mình ra làm bài học ví dụ cho mấy người kia thì khổ chứ. Chứ bê nữa, chứ bê ảnh thông phương nữa. Mày hẳn có dung được không? Thử nè. Thôi thôi.
dùng được ai để rửa bị ẩm 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 em bạn xã mang cá lên thôi đến chí thời thời đâu rồi các bạn được mấy đồng nữa thì biết mấy đồng tao được mời bên đi mời bên đi đi bán xã cũng được 3 triệu rồi cũng thế đi bạn này được 200 mày là mày đi con ông đê 70 đi con mà đi con vậy đê 70 green đi con luôn chứ có đê 70 à có đi 50 70 đi không 70 có không 50 70 cũng đê cao rồi đi 50 chắc có gì đây này còn 50 à đi 50 50 à cái về anh trai kia cái nóng 70 đê đó 700 nhá ở bên cá nóng là 700 hết không mới cũng có mà mới lên chủ yếu dùng để chụp chuyên nghiệp chứ dùng rồi thôi. Còn cá nóng mà con tắm là dùng để chụp gia đình về kiểu học lâu đỡ cùng đua đòi đưa cho cỏ nữa xong rồi về bắt cho mình đi được 3 bữa lấy lại là chín không mà anh nghe dùng luôn rồi vui sau đi nghe phải có thùng giữ ẩm dưới đâu rồi thơ bữa bạn luôn nó không giữ ẩm mà giờ bị nó không cần phải giữ ẩm mà dùng nhiều được cũng ngày mùa dùng hết không cần rồi nghe đem đi biển đâu rồi là dễ bị bụi bị cạp rồi họ bữa nghe bữa chai anh nói chung là nghiên cứu cả tháng chơi rồi xong chụp được 3 ngày và đem bán mua lại cũng trái nữa bảy triệu 7-8 kiểu á xong bạn là 7.9 triệu lỗ xì lỗ xì à đấy cái kiểu cái thơi là rứa thơi là rứa tao nói anh thôi đúng không rứa có mẹ anh cớ rồi rồi đi thơi là làm gì có áp có đâu giống như chứ bữa ní bữa ní mẹ anh cầm điện thoại lên chụp cực lẹ chụp cũng đẹp hơn chữ ở bên anh sửa đẹp hơn nữa nhá sao đây mình sẽ được không ghế đi ngồi yếu nè cái ghế nhưng đứng thì yếu hẳn chung thì đứng ghế đi du sậu về sậu ẻ trước nữa thôi làm trù được lại lên nhau nhiều anh mượn cái ghế vô lý quá một người kêu hàng sống mãi vậy giờ em nói đi làm là bị chửi rồi khổ thế đi uống rượu uống sâm ông làm chửi luôn học cũng bảo làm chửi dài giờ chứ chỉ giờ anh lướt leo thôi chứ lao chắc cũng đủ bố hàng ấp luôn luôn à hàng ấp bố cắt bông bố chứ à ông hút mơ hàng chỉ một bố mơ ấp hai bên luôn mơ hàng ông hút hàng kia cấp bóng cấp bóng hàng ông hút hàng kia ông hút luôn ừ, được cười môi cho nghe con nữa đi làm của mẹ bữa môn sớm dặn như hàng của mẹ không mẹ đặt tin đẹp đấy nhận móng nhận lên cái chỗ móng nhận kiểu cái mét á có nữa mét kẹo cả ngay nữa mẹ chứ nhận rết về bên thêm mà cái văn phòng mình văn văn phòng chảnh không nè ngay cả càng 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 bin này đấy bin gãi này đấy ông tiên rồi chả tin đấy bỏ một tí chân chơi đi nhé thì em phong minh có mấy nhóm đặc biệt lắm mà giờ anh nghĩ là để lên tận lên nha thì giờ anh làm đó ấy.
xin tối mới miêu thì kêu lên trò nhắn nhưng đi thằng mời lên cũng lên chưa biết thằng mời lên cũng lên dạ như ngày xưa thì như ngày xưa thôi ngày xưa mà chưa có chí thì còn lên được. Em sợ em sậu dơ lên thôi chứ. Cái kiểu bộ đi cho sửa cho vui mà anh con chứ dòng đi lên nữa rồi nổi. Lên cũ, người xà chỉ đi một đoạn gặp cái nói về là bắn nóc luôn kìa. Biết không gặp nó hả? Nếu có lỗi với liên tâm nghiệp bên tinh gây ra quá nhiều. Thì biết thì chỉ đi thì mô chỉ nói rồi nhưng mà sợ có là có nữa mà có nữa phải thuộc ở ngoài là giang hàng đặc biệt luôn nhà anh ba thằng có lực qua tay các bạn gì chỉ rứa thì thôi luôn anh ngang nặng luôn thôi ngang đi lên coi thì để nói. Thế là anh bơ chả chế nế che rồi thế nó bài máu anh bơ thôi anh bơ bụp chuẩn thoái liền để chuẩn thoái liền mà dù úi ta yếu một đứa rồi nữa sau đó thằng đám thì thằng láo thì mày hiệp này bơ xong bằng đi thẳng hay thẳng tự nhiên phải nói chuyện với thằng thứ hai cũng chắc là nói gì lắm đấy nghe ăn sống cũng đi bên đem hồ đồ ăn à là công ty mà thôi công ty đấy ôi càng đi đang còn như để nói nữa buổi bạc quá đấy con đẹp phải đẹp 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 chỉ đôi từng như vậy từ con đi để mất đến đâu trong rồi tội lỗi ai à, tội lỗi thật là tội lỗi chưa làm không sụp không chưa dạng được thành phố đừng giáo dục nữa thì đó em mà chưa dạng được thành phố em làm thẹp đưa lên đưa xuống hồ ăn cương hai tấy xong hồ ăn em không có làm xếp quẹt hơn xếp cả mình xếp em xếp gì màu. Ờ, xếp thì mau ba bố. Thì trận ba bố. Thì trận mới làm được một bộ. Không, chị mau trận mới đi bộ một. Ồ, khá. Em có lý. Chỉ có xếp vậy thôi. Chứ hẳn có chị mau chị trận nữa. Ê, xếp vậy thôi đấy. Ừ, xếp vậy. Còn vẹ, vẹ chứ. Vẹ em chưa vẹ bố mới hết lắm. Anh vẹ hai bộ. Mày mày bố đây đó, con mày để tiến thôi. Mày được ba phương thăm mày được mày bố lên. Cho nó mới sắp được bước lên. Vẽ quá. Còn nói thay gì? Vẽ là giờ chẳng nó. Vẽ tính đi, tính bảy bộ. Đâu thì đâu. Vẽ mà có một chi đây mà vẽ. Mai về mày làm bao luôn em về cái kia về xếp giấy rồi theo bìa cả tông cái tông làm hết rồi nó không thiếu bố đó tìm tìm nó thiếu bố chó rồi cho em thẹp đi làm dư nè làm đi cho chưa dữ chứ mẹ cổ lên nữa hoa tươi nhỉ mai kiếm cần hoa tươi mà về làm đẹp hợp lý Việt Nam đó cái gái nó bị cái chứng khó chịu đi xem còn xoáy được rồi nhé. Ừ.
tính làm sẵn chiều nghỉ các ngày chơi rất khỏe, buổi sáng được là 4 hồ lên 9, 8 hồ tối là mê bắt thêm bộ là 9 hồ tối buồn là cuộc 2 hồ ừ, sao chẳng mấy chọc mà là một tuần một tên xong làm cũng được làm được bữa sáng cũng sẽ nghỉ mê thì anh úp lên từ từ anh để trong trong máy anh á thì mình làm xong mình ở nhà phải để làm để mốt để công ty thì anh cứ úp để tháng sáu á trời biết sáng sáng biết tân yêu được đi làm không mình làm kiểu này là chất lượng là anh học mà nhiều nghĩ là nghỉ đêm nghỉ đêm tha mà làm chỉ công ty mà điều điều nhóm ạ em làm ở nhà chất lượng đảm bảo là không bộ hơn chỉ công ty luôn vận động bảy mỏ làm một vừa thôi làm có điểm chừng cũng như làm nhiều có thể anh làm đi là khoảng 4-5 ngày anh cấp cho anh ấy làm như thế ngày thôi cũng ngày rồi không đợt này dịch ngõ con nữa không mà nếu mà chỗ mình mày không chỉ làm cho làm lại đấy tự mình mau bẹ mình mau ai nói mày đều với công ty này nói khi ngủ anh rồi thì tôi chọn công ty khối chi này bữa ông đợt đi tuyển dụng mình đi để mình biết cái việc đi làm có tiền thôi mình được kia nghe ông nói người nói thật là u mê không á u mê thì anh nhớ được cách mình vậy u mê cái đâu bốn cái làm tiền xong rồi làm tiền đi 3 phút làm sau để ở đà 3 phút làm sau tôi đang tiếng luôn đang chạy cả tiếng luôn. Nên mình đem về nhiều hơn nên mình lấy trên công ty nữa. Ừ. Anh cũng lấy nhiều quá lắm. Mấy cái cần lấy thì lấy. Mấy cái cần lấy em chịu. Anh về mới nhận em một quyến này mà về cái việc bù đâu. Em mới nhận em hỏi. Muốn gặp sơn. Sơn mà làm bài ngay đi nhé. Muốn em cho mới cắt nó thôi mà anh Sơn cũng ngồi cắt nên á. Em bán thôi chưa, ngồi bà em đang ngồi để mà chị Linh bà cái pin ở đài lên ngồi lẹt lấy của súng mất cái bị hồi bận súng về cha cho này em bán em tính như ngồi đứng thì có súng chắc ăn đây nè em nghĩ đâu chắc ăn rồi em bạn bơ đoàn mà anh Sơn kiểm tra anh bán nhấn có 2 khẩu súng mới đấm bắn 1 khẩu súng em bắn được chắc 1 khẩu súng xin ở trời mở bia ra kiểm tra luôn bắt được 1 khẩu súng đi tới mấy về 1 khẩu súng năm hàng năm dược thì nên rồi súng đi tới mấy mà bên sơn văn vừa rồi đâm được 1 cây rồi cái cầu xin là cây của mấy đứa 2 bên mới thôi đúng không phải em đấy à bơ sơn tim có văn của thằng binh khôi đừng đứng ở đó lấy được không trời ơi nè bữa sau lại bọn em hỏi được cái binh cái súng chân lắc cái đem rồi binh vâng lấy rồi anh lấy rồi bên sơn vâng khui mình đừng nói mày lấy rồi chơi câu ai lấy được thì của người nữa hết à có thể có anh ấy mới nói lần mới nói cái súng của mình nghĩa là thằng nó đưa lại nên mình cho em biết nha em nói là rồi thì đưa lại đấy chứ đâu mà nữa bạn vâng được 4 ngày 6 rồi lên đưa lại thì anh sơn đừng đỏ được anh sơn nói con trai chào ông thôi con ra chỗ ông đi ngầu là tuổi trẻ thằng này ra đường chưa bị ăn đắng này cái tỉnh nó cất là như bị ăn lắm đang đi học cái chế bị bẻ là thế mình sẽ được học quay buồn bậy bằng
lăn, về cái đi tủ lăn nữa. Tủ lăn. Nó không bỏ được trong á. Ừ, không bỏ được bố. Cho đừng bỏ được. Cái bố mà cái trái đó à? Không, có trái to nữa chứ. Cái này bố một lần mới khỏe. Đi thôi. Cho anh xuống. Mà nó bỏ bao. Cho anh đi. Đội con bị đánh nó để đợi nhá. Cái đi kia thì nó gây tư sự chụp bệnh rồi. Chứ phải là cái kia để quay mô. Không chụp tỷ chứ. Do mình hỏi đi nắng á. Nắng hơi to nữa, hơi cân bằng đấy. Con không sủng nữa. Anh giữ chị dính như vậy. Việt Nam bị thì nhí như vậy. Chắc chị bà nhí này. Nó nổi lắm. Con đang làm thêm bò hoa mới xếp đá là khỏe hơn. Nhớ. Làm thêm bò hoa mới xếp đá khỏe hơn. Xếp đá là mình đưa tay vào xếp đá. Mình có suy nghĩ để em lại chứ kiếm 10 bộ cổ xí cả tiền tiền điện một thằng ấy điện em là thằng ấy tiền điện nữa bình thường dùng thằng triệu này dự đó ừ dùng mũi hết đấy ôi tù lần đồ đồ lượng điện em dùng nhiều hơn mình không dựa trò nhiều lắm. Ừ, em dùng nhiều. Mục tiêu nó bằng nhau dùng là 250 đó. Em đợi tiền điện nước đó. À, tiền điện nước à. Anh rửa nó lá nó điện mới dùng tiêu. Ồ, điều hòa à? Điều hòa không? Anh phải dùng điều hòa mới được tiêu chứ. À. Có điều hòa mới dùng được tiêu thì ngon. Nhưng mà lá nó dùng kiểu gì mà được dùng tiêu với đấy. Cả điện cả nước cả tàu tiêu. 250 thì điện được rồi. 250 điện được là nó dùng hơi đỡ rồi đó. Ừ. Bọn nó dùng vào 70, 100, 250. Thành đã bán cái trời dùng 250. Nghe được à? Em biết bọn nó dùng cái chí mình ít đi bên đây. Chắc đi gọi ấy. Đi làm. Là mình nhà nhiều. Em đi làm cho tối á. Tối là em bật điện phòng tận cả nhà. Mà giật cả mỗi lần về đây gặp Nhi và hết bữa rồi. Nó biết mà bữa à? Lỡ thấy bình thường. Đang lại nói. Đồ đấy con chưa dám nói cho Nhi. Thằng Phương ở trò mốt mà nói ừ, không thả chú bả. Ở trên thông dẫn. Thả chỗ ba là ghế rồi. Phải gấp đôi phòng đi hả? To hơn một xí. Ra rồi là thêm nửa mét nữa. Tuy chủ. Có một chủ xây á. Hiền đúng cái cậu thì do mình rộng. Có người xây nữa. Đợt trở em nhìn ở phòng tiêu rưỡi xong đi nhỉ. Mà thôi bán ở chắc thôi. Đừng mình gì cho lắm. Ở cho lắm. Em đang được thì có sức mạnh trên mô đấy. Bạn có khi mua đồ về học sợ cười đau bụng hay ờ chỗ hề
Ủa. Có đồ trong tay thì cô chứ. không để ra mà đỡ mà. Anh phải cái biểu quá, mình nói bây giờ nói tới nói cho là mệt nó cũng nói là thôi. Em bật luôn chứ mệt. Lúc mà mua mình là nói có số điện thoại không của anh có này. Cuối Em cùng bảo rồi em hỏi cái kêu anh Sơn ấn hỏi mới thế, Sơn không chịu hỏi gì. cứ đi tìm Anh đấy. Sơn đi tìm ấn chịu hỏi gì. Mình nhớ luôn tên chứ bạn nhớ luôn Anh tên khổ anh sợ anh sợ anh ngóng bạn nhớ luôn tên lắm. Ba tên Hăng rồi tên nhớ mới ra tên hình nãy thì biết người ta chịu luôn. Ui, đi từ đầu cho đến cuối chưa hơn á. Mình đi không biết nó phong. Bình thường mà đi được rồi. Anh nói là đi từ 3 rưỡi tới chắc khoảng 4 rưỡi 4 giờ là về. Nếu mà đi nhanh mà đi đang còn 5 giờ về 3 rưỡi đi tìm được. Đi tìm mới hết rồi. Rồi về. Đi tìm mất 10 phút đấy nhá. Tới đâu đi thêm chơi nữa. Anh nói ơ ngồi ra cũng lạ lắm, lâu gì xe, ngồi lâu quá. Bên sân lắm, rồi đi là tại nơi đâu là ngồi chưa lo lắng rồi, em mình đi tìm lá đấy. Hiện nay là phát điểm này để đang không biết để mốt thì ở nhà nhạc làm không đi làm việc công ty thì đương nhiên rồi kiểu như thằng cung binh thằng binh còn trong anh là do một lần đầu kiếm được tiền với người Việt nên thành như dễ dàng lần mê nữa làm còn mình kiếm mãi đâu mình nhanh thôi. Anh nói gì là cái việc như mãi em ngọt. Dạ, anh xếp lúc 17 giờ không được xếp cái tiếng. Em xếp 17 ít Noel. Chịu, không được làm gì. Bởi là anh nhớ mãi xếp khủng. Tội gì là gì thế cho chứ đó. Đó. Chỉ có Đợi. xếp dậy với mấy giờ làm gì được không? Xếp dậy hùng ngầm 8 trên bộ nữa chứ mấy. 8 bộ nữa chứ mấy. Của anh tạm bộ. Chỉ đó. Bảo chị chụp chị bị đâu cho mày được con đít chết á. Nghe em kệ nín mà cháu 20.000 ngôi sẽ có tiền mừng hụ đít kệ đi kệ đi em để con em vô để mình được này đủ để cho mày ngôi là mình được tao ngồi đi dương thôi. Ôi chị ở nhà chị thích vẻ lắm đợt được mà làm mâm ón á. Ôi em cập tới đó mày rồi đó ngồi là vẽ cả ngày luôn với mẹ tứ sáng đi đi tối không bị mẹ nán em về về là không bị nán làm còn được tiền nữa nhá vẽ được cuối cùng bên công ty nghỉ cứ trả tiền nó bị lộ được à? Mà mua với đợt này đấy đợt tháng 12 á là anh nhớ thằng này cũng cửa bán em á hỏi hàng làm online không. Chứ làm anh trả hàng bộ cho hàng cái bộ lên hai anh trả hàng 90 mà mới làm được 9 bộ mà hắn làm nổi là bơm mất 9 bộ luôn.
tiếng ấy mô mình làm chỉ mô mi mi bạn họ ở bà mô mình đôi tiếng gặp anh dù cái là bọc cái bắp rồi mình đấu nhé bữa ớt nướng về bộ trong hai khỏe mà nó nhiều mũa là cái chiếc khốn ấy còn la một đời chăm chỉ đi ngồi làm chỉ ngồi vì vì đợt đỡ mì nhiều người đỡ mì hả mì mì đỡ được chứ không còn được đi làm nữa đâu lên 27 triệu tính lên 23 bảy ông dưỡng hạ bá cho cũng không chín cày dễ sợ bá mấy còn Phương hay Lan được làm cho vui đó mười mấy thôi à. Tới hàng còn được như hải mà cũng ghê đấy chứ dường à ra mười mấy rửa là đủ tiêu đủ đủ chai thôi ra cái đủ chai thôi nhưng mà làm dứ mà nè mày gặp cái đấy mà ngày thằng mua 12-13 triệu ngày ít chứ chơi à, ngày cú bắp gì chứ thì bắt tham lên lên 8 triệu rồi nữa tạt tham bằng bờ đi bằng tham đợt này có cái ấn là bắt 24 triệu nữa nữa không có mà làm ở Hùng à không phải Hùng mà chỉ à ở làm 14 triệu của nó mấy tháng bắt tham kìa 2-3 giờ mò lên rồi mấy trong kia cũng có chột lắm không, khi mà em lên em nhận tin anh Sơn được hết tiền thì em mẹ lấy mà đột ngột mà lên nữa không nhận tin Sơn hỏi lên có thì có một đợt em lên bệ xã thì kỳ rồi chứ đi làm chi nữa mới vô làm thôi mà ngồi em ngồi chỗ nữa em sớm đến đâu về em ngồi đó là em ngồi đó bà lên bà xịt mặt cứ gọi sao xong rồi nào? Một phút nữa bà một ăn biết không nhớ em biết mà không em nhớ mà năm nhớ hình dạng à không nhớ lắm chúng luôn mập chứ luôn còn mập không 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 ổn mà chắc làm được cỡ chắc chưa được tháng mà nghỉ á chứ được sau em lên đấy luôn ừ. Thằng thằng kia à, thằng kia mà đau tóc hay để đau tóc mà mày ngủ rồi à dân ừ, thằng dân á nó hay mua khoảng 3 giờ 2 giờ nó mò lên rồi cay gục lắm anh ơi ừ. U cho về nhà ta cay từ 7 giờ đến 12 giờ đêm lần cái tháng mà không cho vượt chỉ tiêu á để đoàn nửa tháng mà anh Sơn thông báo là ngang chỉ tiêu thôi ta làm vượt chỉ tiêu mất thì mới nửa tháng vượt chỉ tiêu ừ hả nó biết rồi nó vâng của anh đó ừ. Bông Sơn lại kìa ấp lên đi riêng cho nó tôi làm nghỉ cả tháng em mô nghỉ nửa tháng nó cày trời ơi đúng là đi làm đây 9 cân bô đi làm nữa nhé cứ anh rớt rồi chó đi chó má anh rớt chó đó bữa anh bị chị Nhật Ánh không biết đó cùng chó công anh công minh là lên làm đấy mà công minh là mày lên bên tường à em cũng Nhật Ánh à người thì anh công minh là tân minh nó đó là bọn nó phải à ừ ta cũng ăn lấy ngôi quay em mình thể thu làm công án luôn đi quay nữa cũng làm của họ à vụ hỏa thì không để bèo vụ hỏa bệnh như hệ thơi đó cái tên nó cái tên con ngon nhưng bệnh như hệ thơi thật chứ con án hay con ngon nè con án bệnh thì chuẩn bị đấy đó ai cho ăn mãi cái tên dầu viên ngon hơn bữa này cũng dầu viên hơn trước không dầu viên bệnh như bệnh như con mình dầu viên cấp 3 rồi thế thì báo với cái báo túi dâu đó nhà ai để chán chán thì dọ hàng dâu nha như dây thêm như chú cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình video mình chưa kết thúc tại đây hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo quay lại mấy phút đâu biết quay được lỗ một tiếng thôi tôi tiếng một phút tiếng phút nữa đủ thì đổi nên mình lột ra thôi em để cho anh ba cả dưới nữa lại lại nhé.
ăn bao cải khỏe hơn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hỏi về các cơm. Bin này là em của bạn anh Sơn. Em của bạn Sơn. Đấy mà có không chọn trái chứ mua chẳng có mình chơi còn chút nữa. Có em của bạn anh Sơn. Chứ không phải là em của bạn anh Sơn mất à. Không chấm anh nữa phải. Mặt cái gì hay nó gì 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 đó. Không bèo quá nghe chấm anh nghe về thứ rồi đấy. Từ phải giọng chấm anh muốn cúc rồi. Con vô đến đâu vô em chưa biết chị Diệu Ánh này. Không biết thì ý là không biết là nữa. Thôi mà đừng gọi em nói với Ánh nữa nè. Có cái chị đi được đó. Anh biết rồi, ngày đâu anh có đi em có đi mô. Ngày đâu là ngồi bên cạnh anh không đó. Ngày đâu đi mô hả? Lên sửa kêu lên học đến đâu thế. À có à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.